Dạ vâng, chào mừng các bạn đến với kênh Tư Ngày. Hôm nay mình mới lắp một cái tủ điện cho anh khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là một cái tủ điện phải nói là nó đơn giản nhất trong các cái tủ điện khi mà lắp tủ điện trong công nghiệp. Đây chỉ là một cái tủ đơn giản điều khiển một cái bơm độc lập. Chỉ là nhấn on thì bơm chạy, nhấn off thì bơm tắt thôi, chứ không có mà phức tạp thêm. Nó là nút dừng khẩn cấp thôi. Thì ở ngoài mặt trước tủ bạn thấy sẽ có ba đèn báo pha ha, và đây là động cơ ba pha cho nên là sẽ có ba đèn báo pha RST. Còn nếu mà động cơ một pha thì nó chỉ có một bóng đèn báo thôi, để mình biết là đó là có nguồn. Ở giữa là một cái nút dừng khẩn cấp và ở phía dưới là một cái nút mà tắt bơm và mở bơm các bạn. Đó. Ở ngoài nó chỉ đơn giản, và bên trong thì tủ này như mình nói đó, nó là tủ đơn giản nhất trong các cái tủ. Thì đây là cái mình sẽ bố trí trong cái tủ này nó như thế này. Thì mỗi dây điện để cho gọn gàng hơn á, thì mình cũng vẫn làm những cái nẹp xám các bạn. Mình đi để những cái dây điện trong cái nẹp đó thì mình thấy nó gọn gàng hơn và nó cũng dễ hơn cho mình lắp đặt nữa. Mình chỉ để vô đó mình đậy nắp lại thôi, thì nó che được những cái dây điện nó không cần thiết. Mà nhớ anh em có thể mình làm dùng cái dây rút á, mình rút theo cũng được, nhưng mà mình rút thì nó tốn thời gian và nó cũng phải đợi thời gian mà tỉ mỉ á, thì mình mới sắp xếp cho nó ngay ngắn, nó vuông không khổ, nhìn nó thẩm mỹ, nó đẹp được. Cho nên thì mình chọn phương án mình làm nẹp xám các bạn. Thì ở đây là cái động cơ, ở đây là động cơ 5,5 kg, thì để sử dụng động cơ ba pha 308. Thì mình chọn cái khở đồng từ có khoảng 22 hoặc 32 ampe là ok, tại vì 5,5 kg thì nó chỉ là 11 ampe thôi. Nhưng mà ở đây thì mình khách nó cứ chọn cho dư dư cho nó bền, nó lâu, thì mình sẽ giữa 32 và 40 thì nó cũng không có chênh lệch nhiều, nên mình sẽ quất luôn cái 40A luôn các bạn. Dĩ nhiên là cái 22A vẫn xài được nha, chứ không phải là không được. 22A vẫn xài được cho cái động cơ 5,5 kW, tại vì động cơ 5,5 thì nó chỉ là 11 ampe thôi, dao động 11-12 ampe thôi. Đó, thì mình chọn luôn cái khởi 40 luôn là cho ngon lành. Cái chủ yếu là cái tiếp điểm động lực cho nó đóng ngắt, cho nó lớn thì dập cái độ dập hồ quang nó ít. Còn nếu vợ bạn chọn tiếp điểm nhỏ quá thì độ dập hồ quang nó cao thì nó cũng nhanh hỏng. Đó là vậy. Còn cái gờ lê nhiệt thì mình chọn cái mức gờ lê nhiệt từ 9 đến 13 ampe. Thì do cái động cơ mình là 10A rồi, 10A thì mà bạn chọn như thế nào đó cho cái mức gờ lê nhiệt nó có nằm trong cái khoảng 10 ampe là ok. Có thể là ở đây mình chọn 9-13 thì mình chỉnh cái mức chính giữa 9 và 11 là mức 10 ampe các bạn. Đó là mình cái mũi tên là chọn giữa. Đó, nhiều bạn hỏi cái nút màu đỏ này tác dụng gì, thì nút màu đỏ này nó có tác dụng là để reset nè, và bạn test chứ lộn. Nút màu đỏ này là nút test lộn. Thì khi mà mình kéo cái nút đỏ này lên á thì cái tiếp điểm nó sẽ hở mạch. Thì bạn sẽ thấy ở bên đây nó có màu cam nè, lú ra nè. Thì ở màu cam đó bạn thấy chữ chip có màu cam ha, là mình biết nó đang bị hở mạch, tức là tiếp điểm 9596 lúc này nó sẽ mở ra và tiếp điểm 9798 nó sẽ đóng lại để nó cấp cho cái đèn báo màu đỏ mình sáng lên, là mình biết nó đang bị sự cố quá tải. Đó là cái nút test. Tiếp theo để mà muốn reset nó lại thì mình nhấn cái nút màu xanh thôi. Nhấn nút màu xanh thì reset. Thì ở đây nó có chữ A và chữ H, cũng nhiều bạn cũng hỏi đó là cái gì. Thì nút reset màu xanh này á, nếu mà bạn để mũi tên chữ H á, thì khi mà nó bị quá nhiệt, nó bị nhảy gờ lê nhiệt, thì các bạn sẽ lại kiểm tra và bạn nhấn nút bạn test nó thì nó mới trở lại trạng thái ban đầu. Còn khi mà bạn chỉnh cái chữ A này nè, bạn chỉnh về cái chữ A, khi mà cái nút test á, bạn chỉnh về chữ A đây, chỉnh về chữ A thì khi mà nó bị sự cố á, là nó sẽ tự động nó reset, chứ mình không có đi lại nhắn reset các bạn. Thì thường á thông thường các tủ điện là người ta để ở trạng thái H không các bạn, không để trạng thái auto ha, tại vì để trạng thái này để khi mà có sự cố thì người ta lại người ta tự kiểm tra. Xong thì ta reset luôn rồi ta cho chạy. Còn nếu mà để chế độ mà chữ A nó auto á, nó tự động reset á, thì nó rất là nguy hiểm. Một là
khi mà vận hành máy không biết gành độ đó thì họ tưởng nó mất điện, rồi khi một hồi người ta lay hoay ta sửa thì nó tự động reset lại, thì nó gây hậu quả rất là nghiêm trọng ha. Cho nên là ít có người mà để ở set ở chế độ A hết á, người ta để chữ H không à, nó thì nó sẽ an toàn hơn đó. Rồi thì cái gờ lê nhiệt này, hai cái chỗ này nó chỉ là tiếp điểm thôi bạn, 95, 96 và 978 nó chỉ là những cái tiếp điểm đóng mở thôi. 95, 96 là tiếp điểm NO là thường mở, và NC 95, 96 là thường đóng, 78 là thường mở đó. Thì khi mà ở trạng thái bình thường á là 97, 98 nó mở ra và 95, 96 nó đóng lại. Khi mà ở trạng thái bị lỗi á, bị sự cố á, nó nhảy đuôi á, thì thay đổi trạng thái là 95 và 96 nó sẽ mở ra và 97, 98 nó sẽ đóng lại. Thì ở tiếp điểm này nó có nhiều chức năng để mình tiếp điểm 95, 96 và 78 nó có nhiều chức năng để mình sử dụng, cảnh báo hoặc là còi hú hoặc là đèn báo lỗi. Nhưng mà thường nhất á, là nó sẽ cảnh báo đèn nó sẽ đèn màu đỏ các bạn, của cái nút nhấn nè, nó sẽ sáng lên thì mình biết nó là đang bị sự cố. Còn nút xanh nó sáng lên là biết là đang on ha. Thì cho nên khi mà nó sự cố là cái đèn đỏ sáng lên là biết nó sự cố đó. Cho nên là thường thợ hay lắp là cái đèn báo đó là như vậy, dùng cái tiếp điểm nó là vậy, thông thường là nhiều nha. Nó nhiều người lắp như vậy, còn dĩ nhiên là nó cũng có nhiều trường hợp để lắp cho gờ lê nhiệt này nó cảnh báo ở cái chế độ chuông nè, rồi cảnh báo đèn nhấp nháy nè, nói chung nhiều lắm. Nhưng mà thường á, thông dụng nhất là người ta lắp cho nút nhấn on off. Khi mà bị sự cố là nút nhấn có đèn này nó sẽ sáng lên đỏ là người ta biết ha. Rồi bây giờ mình sẽ reset lại, mình đóng điện lên để mình test thử các bạn. Test thử để mai mình giao cho khách ha. Thì đây chỉ có CB đóng ngắt, điện vô thì điện ra ở đây thôi, UVW đây. Còn đây là nguội, tại vì do khởi mình là 220, các đèn báo 220, vì nút nhấn on off, đèn của nút nhấn on off cũng 220, cho nên mình sử dụng là nguội. Còn nếu mà dùng cái khởi âm từ 38, các cái đèn báo này 38 thì mình chỉ lấy lửa thôi ha, chỉ lấy hai pha thôi, hai pha xài không lấy nguội đó, thì nó là như vậy. Rồi giờ mình sẽ đóng điện lên, đóng CB lên thì ở ngoài tủ điện ta nó sẽ có báo ba đèn báo pha sáng lên đó, là mình biết là đang có điện ba pha. Rồi mình sẽ nhấn mở bơm. Khi nhấn mở bơm thì khởi động từ bên trong nó hút xuống, khởi động từ bên trong nó hút xuống thì cái đèn nó sẽ sáng lên, mình thấy nó hút xuống không đó, thì lúc này nó sẽ sáng lên và điện nó sẽ được cấp xuống chân này, cấp ra động cơ của chúng ta hoạt động. Khi mà chúng ta nhấn nút off thì tắt này, nhấn nút off thì tắt. Rồi trường hợp khi đang chạy on rồi bị sự cố đi, sự cố quá tải thì nếu mà chạy motor chạy hơn 10A trong giai đoạn mà 1-2 phút ha, nếu mà nó nóng hơn nữa thì cái thanh lưỡng kim ở trong gờ lê nhiệt này nó sẽ tác động và nó sẽ nhảy gờ lê nhiệt. Có nhiều bạn nói sao tôi chỉnh 10A vậy mà sao nó hút 10A mà nó không nhảy liền, tại vì nó là cái dạng là gờ lê nhiệt bằng cơ, cho nên là nó không có phải tác động liền như của gờ lê nhiệt bằng điện tử các bạn. Nó cũng có thời gian để nó đốt nóng thanh lưỡng kim lên và thanh lưỡng kim nó sẽ hở mạch ra, tác động hở mạch. Rồi ở đây thì mình đang cho chạy ha, bây giờ mình sẽ nhấn nút test nè, màu đỏ, mình kéo lên là nó sẽ test, mình hở mạch nó sẽ không đó, thì cái khở nó sẽ nhả lên, sẽ nhảy lên và đồng thời cái đèn báo màu đỏ này nó sáng là mình biết lúc này nó đang bị sự cố. Thì nếu mà sự cố á, thì mình nhấn on không được ha, nhấn on nó không hoạt động. Nếu nhấn on nó sáng đèn nhưng mà cái khở nó không hoạt động, buông ra nó tắt, thấy không, là nó không có cho khở hút, cho nên là nó an toàn ha. Rồi khi nào mà mình reset đi, reset xong mình nhấn lại hiệu nó mới cho hoạt động ha. Tôi nhấn reset nè, rồi nhấn reset thì nó mắc cái đèn đỏ thì nhấn on lên thì hoạt động, thấy không, tắt. Rồi khi mà muốn dừng hẳn cấp á thì mình nhấn vô
là cũng dừng luôn ha. Thì khi mà nhấn dừng khẩn cấp rồi mình nhấn on không được ha, nhấn nó không hoạt động đó. Rồi đó là mình test của cái tủ này nó như vậy. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Các bạn nào hoặc là anh chị em muốn đặt tủ điện á, thì liên hệ với mình với số điện thoại 0972 92908, mình sẽ báo giá và đi đến thống nhất và các bạn Zalo để tương tác với nhau, trao đổi và mình sẽ lắp tủ phục vụ cho tất cả các anh chị. Cảm ơn anh chị, trân trọng kính chào.